Mình thuê chạy ba củ nhưng mà không ra được đơn nào thì chia sẻ với anh em ở trên cái nền tảng quảng cáo TikTok ấy, thì mình nói thật với anh em là quảng cáo của TikTok nó không khó, hoàn toàn là anh em phải tự học, sau đấy thì mình tự chạy quảng cáo được cho chính mình luôn các bạn nha. Cái điểm quan trọng và mấu chốt lớn nhất trong quảng cáo ở trên cái nền tảng về TikTok ấy, thì nó có ba cái điểm mấu chốt như sau. Cái điểm mấu chốt thứ nhất đấy là video của mình làm nó đã đủ hay, đủ cái sức thuyết phục để cho người ta, khi mà người ta xem cái video của mình, người ta ra quyết định bấm vào cái gì ạ, bấm vào sản phẩm của mình. Thông thường cái video để mà anh em chạy quảng cáo thì nên là những video hướng dẫn sử dụng sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm, sau đấy thì mình lồng ghép những các cái câu chuyện hoặc là mình đang xem thêm những kết quả của khách hàng của mình vào trong đấy, thì những cái dạng video đấy nó sẽ có tỷ lệ chuyển đổi nó rất là cao. Cái yếu tố thứ hai đấy là cái sản phẩm của mình ấy. Khi mà cái sản phẩm của mình nó tiếp cận đến khách hàng thì liệu rằng là nó có đủ sức thuyết phục để người ta bấm vào mua hay không, thì nó có bốn yếu tố này. Cái thứ nhất đấy là gì ạ? Cái hình ảnh sản phẩm của mình nó đã ok chưa? Cái thứ hai đấy là gì ạ? Là cái sản phẩm của mình nó đã có cái chương trình hỗ trợ vận chuyển tốt chưa? Nếu mà sản phẩm của mình nó chưa có hỗ trợ vận chuyển thì người ta không thể mua được các bạn nhé. Và thứ ba đấy là mình đã có chương trình khuyến mãi làm sao để người ta khi bấm vào sản phẩm mình người ta cảm thấy hời khi mua đó. Và cái thứ tư đấy là gì ạ? Là cái sản phẩm của anh chị nhà mình nó cần phải có cái lượt bán và lượt đánh giá. Lượt bán và lượt đánh giá cái sản phẩm trên TikTok là vô cùng quan trọng các bạn nha. Nên trong cái quãng thời gian đầu mà mình nói thật với anh chị em, cái sản phẩm mà nó chưa lượt bán, chưa lượt đánh giá thì cho dù là gì anh chị em có nhém tiền, cuột tiền vào đến mấy chăng nữa thì nó rất là khó ra đơn, hoặc là cái chuyển đổi để ra một đơn hàng nó rất là cao các bạn nha. Đấy, và yếu tố thứ ba để trong cái việc quảng cáo anh em hiệu quả, mà cái này thật sự anh em là bản thân mình đang áp dụng, cái chi phí chạy quảng cáo nó rất là ít các bạn nhé. Bình thường như ở thời điểm hiện tại mình chạy có khoảng tầm là 300 đến 400 nghìn vẫn ra được 100 đơn một ngày. Bởi vì sao như vậy? Bởi vì là các bạn phải tập trung câu chuyện để xây kênh. Nhiều khi cái chạy quảng cáo là người ta chưa có, người ta xem được quảng cáo của mình nhưng người ta chưa có mua ngay. Người ta chưa mua ngay thì dẫn đến cái câu chuyện là có thể là người ta xem những video tiếp theo của mình, người ta lại mua sản phẩm, hoặc là những cái video quảng cáo đấy nó quay lại thì người ta lại mua. Đó, nên là anh em cần phải xây dựng cái kênh TikTok làm sao để khi mà gì ạ? Khi mà người ta xem quảng cáo có thể người ta chưa mua thì người ta lại làm sao? Lại quay vào trong kênh của mình, những cái video tiếp theo nó lại target đến thì người ta lại mua hàng từ video đấy. Và đặc biệt ở trên cái nền tảng về TikTok ở thời điểm hiện tại nhé, mình thấy rằng là hầu hết là cái hành vi của khách hàng bây giờ là họ có rất là nhiều sự lựa chọn. Nên thông thường một cái sản phẩm mới, một cái hành vi kiểu như người ta mới bắt đầu mới mò đến sản phẩm đấy, hoặc là mới bắt đầu tìm đến sản phẩm đấy chẳng hạn, là người ta chưa mua ngay thì người ta sẽ đi xem kiểu như là một vài cái sản phẩm khác, một vài cái shop khác, xong bắt đầu là gì? Dần dần vài bữa bắt đầu người ta mới ra quyết định mua hàng. Thì đấy là cái trải nghiệm của mình khi mà trong cái quá trình chạy quảng cáo. Thì anh chị em lưu ý đấy là quảng cáo hoàn toàn là mình có thể tự học và tự làm được các bạn nha. Và cái yếu tố quan trọng nhất đấy là mình phải làm sao, mình phải làm video tốt, mình phải cho cái sản phẩm của mình có đủ cái sức thuyết phục. Và thứ ba là anh chị em phải tập trung câu chuyện đấy là xây kênh để nó giúp cho tối ưu cái chi phí quảng cáo của mình xuống.